Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay, chúng ta đến với phần 14 của bộ truyện Trường Hận Động Đình Hồ của tác giả Gia Cát Thanh Vân. Chương 37 Những Bí Mật của Đào Hoa Nguyên. Bạch Nguyên Chương đưa mắt quan sát tình thế, nhận thấy chỗ đường khe đá hẹp này không có vẻ gì là một yếu lộ thông hành, mà sợi dây sắt bắc ngang dòng nước cũng không được hợp lý lắm. Bởi vì, như vậy thì tất cả mọi người trong Đào Hoa Nguyên, ngồi nào cũng phải là tay võ lâm cao thủ, xuất quần bạt tụy, khinh công tuyệt đỉnh, mới có thể leo qua sợi dây để ra vào một cách dễ dàng được. Giữa lúc Bạch Nguyên Chương còn đang phân vân nghi hoặc thì đã nghe Nhân Thu Thủy lên tiếng hỏi. Có phải vừa rồi Bạch Lão tiền bối phát hiện dấu chân để lại trên lớp rêu là dấu chân của người mới qua đây được ít lâu phải không? Bạch Nguyên Chương gật đầu đáp. Có, ban nãy Lão Phu đã suy đoán và nhận thấy đúng như vậy. Nghe nói, Nhân Thu Thủy nhướng cặp mày liễu, hỏi tiếp. Nếu đúng như vậy thì nghệ thuật khinh công của người ấy cũng chẳng được cao siêu cho lắm. Làm sao họ có thể đủ sức vượt qua sợi dây nguy hiểm như thế này được? Bạch Nguyên Chương nghe nói thì mỉm cười nhìn Như Thiên Hân nói. Chẳng cần biết đối phương có ý dụ địch hay không, nhưng chúng ta đã tới đâu thì dù không có đường đi cũng không có lý nào thối lui được. Vậy bây giờ tới lượt Như Huynh đứng coi chừng đề phòng, để tiểu đệ vượt qua dòng nước, dò xét trước xem sao. Như Thiên Hân khẽ nhíu mày, giơ tay cản. Nếu lúc bình thường, Lão Phu ngăn cản thì còn sợ Bạch Huynh cho rằng, Lão Phu có ý coi thường Bạch Huynh. Nhưng tình thế hiện thời thì lại khác, vì Bạch Huynh vừa trúng độc mới khỏi, dù có đã được bình phục nhưng cũng khó tránh khỏi phần nào ảnh hưởng đến thể lực. Hơn nữa, giữa chúng ta cũng chẳng xa lạ gì. Vậy để cho được cẩn thận, chuyến này cũng vẫn nên để Lão Phu mạo hiểm sang trước có lẽ tiện hơn. Nghe nói, Bạch Nguyên Chương khẽ mỉm cười lắc đầu với giọng cương quyết. Bạch Mỗ tuy chẳng may bị nhiễm kỳ độc, nhưng đã được Như Huynh và vị cô nương ấy giúp sức chữa trị. Có thể nói hiện giờ chất kỳ độc đã được giải trừ hết hẳn, khi vận dụng chân khí đan điền không còn thấy gì trở ngại nữa. Huống chi, chuyện leo trên sợi dây sắt đi qua khe nước này, đối với Bạch Mỗ cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Nghe Bạch Nguyên Chương nói vậy, Như Thiên Hân cũng cảm thấy rất ngại, không biết tính sao cho phải. Và giữa lúc nhị lão đang giành nhau qua dây trước, thì Nhân Thu Thủy đã ngầm vận khí đan điền, bất thình lình phi thân nhảy xéo lên cao 4-5 trường với chiêu thức tiềm long thăng thiên. Từ trên không nàng lại uốn lưng co rút hai chân, sử dụng chiêu thức bạt vũ phiêu vân, nhẹ nhàng đáp xuống ngang sợi dây sắt. Lúc đó, Như Thiên Hân, Bạch Nguyên Chương, muốn ngăn cản cũng không kịp đành phải cấp tốc vận thần công để chuẩn bị giúp đỡ khi Nhân Thu Thủy gặp nguy. Khi thân hình Nhân Thu Thủy từ trên cao đáp xuống còn cách sợi dây dắt độ 6-7 thước, nàng mới uốn mình, giang hai tay, dùng một chân điểm nhẹ trên sợi dây sắt một cái, với thân pháp khinh công thường thẳng, xảo yến lược ba én xà mặt nước, vọt lên đáp xuống, đi lẹ như bay. Vì gần đây, công lực của nàng có phần tinh tiến, và nàng cũng muốn để cho sư phụ được đẹp lòng, nên nàng đã cố ý thi triển công lực bằng cách vận chân khí đan điền bình phi liên tiếp hai lần. Và lần đặt chân xuống sợi dây sắt thứ hai, thì thân hình nàng chỉ còn cách cửa hang bên vực núi không đầy 3 trượng. Ai dè, sau lượt đáp xuống này, đã xảy ra chuyện nguy hiểm bất ngờ. Số là khi bàn chân Nhân Thu Thủy vừa điểm trúng sợi dây thì bỗng nhiên sợi dây này trầm xuống, thân hình nàng cũng bị rớt theo xuống dòng nước đang chảy mạnh như thác. Đan tâm kiếm khách Như Thiên Hân và trải hoa đà Bạch Nguyên Chương trông thấy, thảy đều giật mình cả sợ. Nhưng vì sợi dây bị đứt bất thình lình, nên không có cách gì cứu nổi. Hai người đành chỉ biết đứng nhìn Nhân Thu Thủy chới với dưới dòng nước chảy xiết, chờ bị cuốn theo xuống một bờ vực thảm sâu hàng trăm trượng. Chỗ Bạch Nguyên Chương đứng sát bên cạnh sợi dây sắt cho nên khi thấy Nhân Thu Thủy đột nhiên bị nguy, ông ta liền vận hết công lực lên hai cánh tay, cúi xuống chụp xuống sợi dây sắt hét lớn một tiếng, đem hết công lực toàn thân, hất mạnh sợi dây lên một cái. Đầu sợi dây bị đứt chìm xuống dòng nước được Bạch Nguyên Chương dùng sức hất nảy lên một chút rồi lại nhìn xuống ngay, vì sợi dây này đã dài hàng mấy trường lại gặp dòng nước chảy mạnh quá, cho nên nội công của Bạch Nguyên Chương có thâm hậu đến đâu cũng không thể duy trì được lâu.
Lại nói, khi sợi dây sắt đột nhiên bị đứt, Nhân Thu Thủy hốt hoảng đã giơ tay định chụp nhưng không trúng nên nàng bị sa ngay xuống dòng nước chảy xiết. Về phần Đan Tâm Kiếm Khách Như Thiên Hân lúc đó lại càng lo lắng hốt hoảng đến nỗi râu tóc đều dựng ngược cả lên. Mặc dầu có mang một thân võ công hán thế tuyệt học, nhưng vì khoảng cách quá xa, nên ông ta đành chỉ biết đứng nhìn đứa trò yêu sắp táng thân trong dòng nước chảy xiết. Và giữa lúc cấp thiết đó, ông ta bỗng nảy ra một ý nghĩ liền đảo mình một vòng vận hết thần công lực, dùng một thế thôi sơn điền hải, xô núi lấp biển, đẩy ra một luồng cách không cương khí nội lực xuống chỗ mặt nước cách mặt Nhân Thu Thủy khoảng mấy thước. Làm như vậy, Như Thiên Hân cũng tự biết chưa chắc đã có hiệu lực gì nhưng vì nghĩa thầy trò sâu nặng nên ông ta chỉ biết cố gắng hết sức mình mà thôi. Về phần Nhân Thu Thủy sau khi bị hụt chân té xuống dòng nước, nàng đã kinh hãi thất sắc và tự biết khó có thể thoát khỏi tai nạn. Nhưng con người ta, khi gặp gian nguy, gần kề cái chết thường hay kích động linh trí để tìm phương tự cứu. Cho nên giữa lúc nửa thân mình nàng bị chìm xuống dòng nước thì vì bản năng tự vệ, nàng đã vận hết chân khí lên song trường với thế, linh âu phá thủy chim âu rẽ nước, hai tay khẽ giang ra đập liên tiếp xuống mặt nước và đưa được thân hình nổi lên mấy tấc. Nhờ chút hiệu dụng đó, linh trí sẵn có của Nhân Thu Thủy được phát huy hết mức. Nàng đã đề tụ tất cả công lực toàn thân lên hai cánh tay. Tay mặt đập xuống mặt nước, tay trái đẩy về phía trước, nhờ hai luồng sức mạnh dội vào nhau, nàng đã giữ được thân hình đứng nguyên khỏi bị chìm xuống sâu và trôi thêm về phía trước. Tuy nhiên cách chống đỡ này rất hao tốn chân lực lại thêm dòng nước chảy quá mạnh, cho nên nàng chỉ duy trì chống đỡ được một lát thì thân hình lại bị chìm xuống một ít và bị dòng nước cuốn theo về phía trước 4-5 thước, rồi đúng ngay vào chỗ hố sâu có vận nước xoáy mạnh như một ngọn thác từ trên cao hàng trăm trượng đổ xuống. Giữa lúc Nhân Thu Thủy chới với lâm vào tình trạng nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc và đã vô phương tự cứu, bỗng nhiên một luồng cương khí vô hình thổi tới, và đập xuống mặt nước phía trước nàng, cách độ hơn một thước. Luồng cương khí này, có oai lực mạnh mẽ vô song, chẳng những đã cuốn nước bắn lên tung tóe, mà cả thân hình Nhân Thu Thủy cũng bị đẩy dao động. Trong giây phút sống chết cách nhau gang tấc, Nhân Thu Thủy nhờ vẫn bình tĩnh vững chí, khi gặp luồng cương khí nàng đã biết ngay đây là luồng trường phong do ân sư nàng thi triển để cứu giúp nàng, do đó, nàng đã lập tức nghĩ được phương pháp tự cứu, bằng cách cố gắng vận dụng dư lực đẩy mạnh song trường đón đỡ luồng trường phong vừa thổi tới. Khi hai luồng trường phong chạm nhau, Nhân Thu Thủy bị rung động toàn thân, hoa cả hai mắt và ngất đi lập tức, nhưng thân hình nàng đã được luồng cương khí vô hình của Như Thiên Hân đẩy lui về phía sau hơn 3 thước. Đứng trên bờ, Như Thiên Hân biết rõ đứa trò yêu của ông ta chỉ còn một chút sinh cơ mỏng manh này thôi, cho nên ông ta không cần tính toán do dự gì nữa, mà vội vàng vung hữu trưởng đưa thêm một luồng cương khí nữa đẩy bắn thân hình Nhân Thu Thủy vọt lên khỏi dòng nước rớt vào giữa miệng hang tối om phía đối ngạn, nghe một tiếng, huỵch và nằm im bất động. Còn Như Thiên Hân và Bạch Nguyên Chương thì vì sợi dây sắt đã đứt, không có cách gì qua được dòng nước, nên chỉ biết đứng nhìn nhau, cau mày thở dài. Ai ngờ, một lát sau bỗng nhiên sự lạ xảy ra. Số là khi đó Nhân Thu Thủy đã tự nhiên tỉnh và đang ngồi dậy giơ tay sửa mái tóc. Như Thiên Hân kinh ngạc cực điểm vội lớn tiếng gọi. Thu Nhi con thử tìm xem lý do tại sao sợi dây sắt bỗng dưng bị đứt. Và có cách nào giúp cho sư phụ và Bạch Đại Hiệp qua bên đó không? Nhân Thu Thủy vội bước ra bờ vực núi, xem xét chung quanh một lát rồi lớn tiếng đáp. Sư phụ, sở dĩ dây bị đứt bất thình lình như thế là vì đầu bên này có một khoen sắt đá mòn gì gần hết. Bây giờ sư phụ tìm cách nào ném được đầu dây đứt đó qua bên này, đồ nhi sẽ dùng tay giữ chặt là có thể vượt sang được. Như Thiên Hân bèn theo lời Thuy Thủy ngưng tụ thần công ném mạnh đầu dây sắt sang cho nàng bắt lấy rồi cùng Bạch Nguyên Chương tung mình nhẹ nhàng nương theo sợi dâu sắt phóng sang bờ vực núi đối diện, nhanh như một làn khói. Sau khi tới bờ, Như Thiên Hân vội cầm lấy cổ tay đứa trò yên thử xem kinh mạch hơi thở và với ánh mắt hoài nghi, nhìn nàng hỏi. Thu Nhi, ban nãy sư phụ đã dùng tới 6 thành công lực đánh trúng giữa lưng con một trường để đẩy lên bờ vực, đáng lẽ con phải bị nột thương rất nặng mới phải. Vậy mà không hiểu tại sao con lại chẳng hề hấn gì ngoài một vài bộ phận tàng phủ bị chấn động một chút thôi.
Nhân Thu Thủy mỉm cười đáp. Sở dĩ Đồ Nhi được sống sót là nhờ trong mình có mặc manh áo, lông chim ngũ sắc của Đỗ Vô Sầu lão tiền bối tặng cho lúc trước. Manh áo này có công dụng chống được tất cả các loại đao kiếm trưởng lực một cách rất thần hiệu. Nghe nói, Như Thiên Hân chợt hiểu, ông ta vội lấy ra một viên linh đan cho Nhân Thu Thủy uống để khôi phục công lực rồi quay sang nói với Bạch Nguyên Chương. Đường vào Đào Hoa Nguyên quả thực gian nan, chúng ta vừa mới qua được một khe nước nguy hiểm nay lại sắp bước vào một u động, không rõ bên trong gian hiểm ra sao. Bạch Nguyên Chương nghe nói liền cất tiếng cười khà khà đáp. Mặc dù nguy hiểm đến đâu, nhưng đã vào tới đây chúng ta nhất quyết sẽ phải khám phá cho ra mọi điều bí mật của Đào Hoa Nguyên mới nghe. Như Thiên Hân cũng gật đầu đồng ý, rồi cùng Bạch Nguyên Chương dẫn Thu Thủy tiến vào u động. Đường vào u động này rất sâu, càng vào càng tối, hầu như giơ tay không nhìn thấy năm ngón lại luôn luôn có mùi xú uế hôi hám bốc lên theo gió núi âm hàn xông vào mũi ba người. Vì tối quá, không nhìn rõ cảnh vật trong hang, nên ba tiếng, rắn nóc hang trong câu ca thứ hai của thiếu nữ Kỳ Trang càng khiến ba người phải e dè thận trọng nghe ngóng đồng tĩnh từng bước một, không dám một chút sơ ý. Mò mẫm quanh co một hồi lâu không thấy một chút ánh sáng nào, mà cũng chẳng gặp một giống rắn rết nào trên nóc hang, trong khi đã ra khỏi cửa hang lúc nào không hay. Thì ra, phía bên ngoài cửa u động, là một khu rừng già cây cối rậm rạp tùm, cành lá che kín không lọt được chút ánh sáng nào xuống mặt đất. Lá rụng thối nát phủ từng lớp dày, chẳng trách nào mọi người không phân biệt được bên trong hang với bên ngoài hang. Nhìn cánh rừng rậm rạp Như Thiên Hân khẽ cau mày lắc đầu trầm giọng nói. Cánh rừng rậm này là một vùng hoang vu từ đời thượng cổ, bên trong chẳng những nhiều ác xá, mãnh thú mà lại còn đầy suối độc giết người bất ngờ. Bây giờ chúng ta hãy lên ngọn cây để nhận định phương hướng đá, rồi sẽ tìm đường sau. Dứt lời, ông ta liền cùng Bạch Nguyên Chương và Nhân Thu Thủy phi thân lên một ngọn cây cao đẻ nhìn ra chung quanh, bốn bề khu rừng toàn là núi cao chót vót bao bọc không mộ lối đi. Rừng già kéo dài thành một dãy xa tắp vô tận. Những dãy núi nối tiếp nhau, sừng sững với vách đá thẳng tắp không lối vượt qua. Tuy nhiên vì tính hiếu kỳ, nên ba người đã đồng ý phải dò xét cho ra nguyên nhân, chớ không chịu lui bước. Do đó, cả ba cùng thi triển thuật khinh công thường thẳng lướt đi trên ngọn cây nhằm phía cánh rừng già thẳng tiến, mặc dầu chưa biết cánh rừng này dẫn đi tới đâu. Sau khi trở thuật phi hành đi được một lúc lâu, bỗng nhiên, phía trước mặt xuất hiện một cánh rừng đào bát ngát. Vừa thấy cánh rừng này, Bạch Nguyên Chương đã lộ vẻ mừng rỡ nói. Như huynh, cánh rừng đào trước mặt kia, chắc chắn là nơi cư ngụ của Đào Hoa công chúa Mạnh Tiểu Hà không sai, quả thực chúng ta đã không uổng công. Ông ta vừa nói tới đây thì thân hình ba người cũng vừa hạ xuống mặt đất. Như Thiên Hân đưa mắt quan sát chung quanh một lượt và cau mày định lên tiếng thì đã nghe Nhân Thu Thủy thốt lời kinh ngạc đưa tay chỏ cánh đồng cỏ phía bên mặt nói. Sư phụ thử nhìn xem có phải nơi đây gần chỗ Bạch lão tiền bối bị chúng độc ban sáng không? Chúng ta đã bị thiếu nữ đó đánh lừa, lặn lội nguy hiểm suốt một ngày một đêm, rút cục lại trở về chỗ cũ. Nghe Thu Thủy nói, nhị lão chưa kịp đáp lời thì từ trong rừng sâu đã có tiếng của thiếu nữ truyền ra trong trẻo như dòng oanh vành, bằng phương pháp nội gia thản công truyền âm nhập mật. Bọn miêu dân hóa ngoại chúng tôi may mắn mới được đón tiếp các vị khách Trung Nguyên. Không phải tiện nữ có ý đánh lừa liệt vì tấn công nguy hiểm, mà chỉ cốt để cho các vị có cơ hội được biết qua một vài tình hình địa thế đặc biệt trong vùng mà thôi. Hiện nay, tiện nữ đã hướng dẫn các bậc phụ lão và anh chị em trong vùng đến cung Ninh Hiệp Xá. Xin kính mời ba vị theo người dẫn đường vào Đào Hoa Nguyên. Tiếng nói của thiếu nữ vừa dứt, phía bên tả cánh rừng đào đã có ánh lửa xuất hiện. Đồng thời có tám bó đuốc lớn chi làm hai hàng từ từ tiến ra. Tám bó đuốc do tám cô gái người Mèo trẻ tuổi khỏe mạnh, mỗi người cầm một cây. Trên cổ của mỗi cô đều có đeo một vòng hoa ngũ sắc. Khi tới trước mặt ba người, họ đồng một lượt cúi mình thi lễ, nghinh tiếp theo trọng lễ của giống người mèo. Bạch Nguyên Chương thấy tám cô gái mèo hiện thân nghênh tiếp dẫn đường, ông ta bèn đưa mắt nhìn Như Thiên Hân ngỏ ý để một mình vị kiếm khách này làm chủ đáp lời đối phương.
Thấy vậy, Như Thiên Hân liền gật đầu hội ý, rồi với vẻ mặt nghiêm trọng ông ta cũng vận nội ra thần công dùng phép truyền âm nhập mật đáp lời thiểu nữ. Thầy trò Như Mỗ và Bạch Đại Hiệp đêm khuya tới đây làm phiền dồn xin công chúa thứ lỗi. Sau khi dứt tiếng, ông ta đợi cho dòng nói chuyện vào tối rừng sâu rồi mới hướng dẫn Bạch Nguyên Chương và Nhân Thu Thủy từ từ bước tới chỗ đứng của tám cô gái người mèo. Tám cô gái mèo đợi ba người tới gần cúi mình thi lễ một lần nữa, rồi mới quay mình chia ra bốn người đi trước bốn người sau, dẫn bọn Như Thiên Hân đi sâu vào phía rừng đào. Thân hình tám cô gái người mèo này đều tỏ vẻ nhanh nhẹn và cất bước đi lẹ như bay, chứng tỏ họ đều là những người có căn bản võ học khá cao. Xuyên qua cánh rừng đào độ hơn một dặm tối một cánh đồng cỏ bát ngát. Tại đây, đã thấy thiếu nữ Kỳ Trang cùng với hai thanh niên nam độ hơn trăm người mèo đều trên dưới 20 tuổi đứng sắp hàng nghiên tiếp. Trên tay mỗi người đều cầm sẵn một cây đuốc, khi ba người bọn Như Thiên Hân vừa xuất hiện, họ cùng đốt cháy một lượt, khiến cả một cánh đồng cỏ rộng sáng rực như ban ngày. Thiếu nữ Kỳ Trang vượt ra trước đội thanh niên nam nữ người mèo, cúi mình thi lễ nói: Mạnh Tiểu Hà xin thay mặt các bộ lạc dân mèo thuộc các tỉnh miền Tây Miêu Cương, nghênh tiếp hiệp xá ba vị. Như Thiên Hân cũng vội nghiêm trang cúi mình đáp lễ. Bọn chúng tôi mạo muội đến đây, làm phiền dồn đã cảm thấy bất an, nay lại được công chúa nhọc lòng thân ra đón tiếp tôi khiến chúng tôi càng thêm hổ thẹn vô cùng. Đào Hoa công chúa khẽ xua tay mỉm cười nói: Như Đại Hiệp là một bậc trinh trung hào khí, danh vang bốn bể, Bạch Đại Hiệp là một vị thần y cái thế nổi tiếng giang hồ. Còn Nhân Muội cũng là một hiệp nữ số một số hai trong giới võ lâm trẻ tuổi hiện thời, nay được ba vị cùng quang lâm vùng man hoang này, khiến tiện nữ cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Nếu các vị không chê chỗ cư ngụ của bọn người mèo chúng tôi chật hẹp thô lậu, thì xin mời các vị quá bộ vào trong Đào Hoa Nguyên để tiện nữ được tròn tình chủ nhân đón tiếp. Đào Hoa công chúa vừa dứt lời, Bạch Nguyên Chương liền lên tiếng đáp. Bạch Nguyên Chương từ xa xôi tới vùng Nam Sơn, chẳng may bị nhiễm kỳ độc, nếu không được công chúa Trường Nghĩa ra tay cứu chữa thì ngày nay đã vùi xác rừng sâu rồi. Tài hạ đã chịu ơn công chúa rất nặng, tuy không dám nói đến sự báo đền, nhưng chuyện đến tận nơi để cảm tạ thì là lý đương nhiên. Vậy xin mời công chúa đi trước dẫn đường. Lúc này, Nhân Thu Thủy sực nhớ tới con linh điểu anh Vũ Bích Linh nên nàng cũng lên tiếng. Mạnh tỷ tỷ tiểu muội đã từ lâu rất mong mỏi được thưởng thức phong cảnh Đào Hoa Nguyên. Và ngoài ra tiểu muội cũng còn một vài việc nhỏ lát nữa xin được thỉnh giáo tỷ tỷ. Nghe nói, Đào Hoa công chúa khẽ mỉm cười đáp. Chuyện Nhân Muội hỏi tỷ tỷ đã có thể đoán hiểu được phần nào, để lát nữa, vào tới tệ xá tỷ tỷ sẽ xin giải đáp. Dứt lời, Đào Hoa công chúa liền quay lại phía sau, ra hiệu cho các đội nam nữ người mèo, cầm đuốc dàn thành đội ngũ dẫn đường, rồi cúi mình thi lễ mời khách. Bọn Như Thiên Hân ba người cũng mỉm cười đáp lễ, cất bước theo Đào Hoa công chúa, dưới ánh sáng của hàng trăm bó đuốc bập bùng, vượt qua cánh đồng cỏ tiến vào khu rừng đào trước mặt. Khi vào sâu phía trong rừng độ hơn 100 trượng, chỉ thấy nhà cửa miêu dân cất dọc theo hai bên vệ đường đi, trông rất lộn xộn, không có thứ tự hàng ngũ gì cả. Nhưng dưới con mắt nhà nghề của Như Thiên Hân và Bạch Nguyên Chương, thì họ đều nhận ra ngay, đây là một lối kiến trúc bố trí ám hợp với lẽ biến hóa của ngũ hành và âm dương tương sinh tương khắc. Đi quanh co một lúc lâu, lại tới một cánh rừng cỏ nữa. Cánh đồng cỏ này chiếm một khoảng rộng chừng hơn 100 trượng vuông, chung quanh có suối nước và những hàng dương liễu buông rũ xanh Ở giữa cánh đồng có một tòa nhà sàn bằng tre rộng rãi, lối xây cất và trang trí rất tinh xảo. Đứng trước thềm nhà sàn, một hàng tám dũng sĩ người mèo, người nào người nấy đều có thân hình lực lưỡng với cặp mắt sáng quắc, chứng tỏ họ đều là những tay có võ học xuất sắc. Bốn người đứng đầu hàng bên mặt, mỗi người cầm hai mũi lao bằng sắt dài độ 8 thước, mũi lao nhọn hoắt và sáng loáng. Bốn người đứng đầu hàng bên trái, mỗi người đeo một tấm da thú rộng. Gài 6 mũi phi đao dài độ 7 tấc, thân phi đao mỏng như lá liễu và ánh thép xanh ngời. Khi Đào Hoa công chúa dẫn khách tới trước thềm nhà sàn, tám dung sĩ này cùng reo một tiếng, rồi vòng tay chào theo trọng lễ của người mèo,
rồi nhanh nhẹn nhảy ra sắp thành hai hàng đứng hai bên trông rất hùng dũng, khiến Như Thiên Hân cũng phải gật đầu thánh phục về thân pháp lẻ làng của họ. Sau khi vào nhà, chủ khách vừa an tọa thì bỗng nhiên thần sắc của Đào Hoa công chúa lộ vẻ nghi hoặc, lắng tai nghe ngóng, và hình như nàng đã phát giác có tiếng động kỳ dị từ phía xa vẳng đến. Cả Như Thiên Hân cũng thoáng nghe có tiếng động khác lạ, và ông ta dự cảm như có chuyện sắp xảy ra. Tuy nhiên, ông ta vẫn thản nhiên như thường, chỉ có cặp mắt lộ thần quang sáng quắc ngầm để ý quan sát thái độ của Đào Hoa công chúa Mạnh Tiểu Hà mà thôi. Bạch Nguyên Chương và Nhân Thu Thủy thấy Đào Hoa công chúa đột nhiên biến sắc thì bất giác họ đều có ý kinh ngạc, không hiểu sắp có biến cố gì. Sở dĩ họ kinh ngạc đây, không phải là võ công của họ yếu kém, mà vì tiếng động khác lạ vừa rồi, chỉ khẽ vẳng lên một thoáng rồi tắt ngay, lại gặp giữa lúc họ không chú ý, cho nên họ không thể nào suy đoán được rõ nguyên do. Giữa lúc một già một trẻ chưa đoán hiểu sắp có chuyện gì xảy ra, thì bỗng nhiên từ bụi rậm phía sau hàng dương liễu cách bên tả lối 10 trượng, có tiếng soạt rất nhẹ, nghe như tiếng tà áo bay của một nhân vật có võ công rất cao siêu vừa phi thân nhảy đi. Lúc này, Bạch Nguyên Chương đã hiểu rõ lý do Mạnh Tiểu Hà vừa đột nhiên biến sắc, ông ta vội thò tay vào túi bốc một nắm, đoạt mệnh thần châm, định phóng đi, nhưng ông ta sực nhớ, dưới tay chủ nhân Đào Hoa Nguyên có rất nhiều dũng sĩ, võ công cao siêu, đâu cần tới mình phải can thiệp. Cho nên, ông ta lại lẳng lặng thâu hồi nắm, đoạt mệnh thần châm, về chỗ cũ. Giữa lúc đó, Nhân Thu Thủy cũng phát hiện tiếng động và chú ý nhìn về hướng bụi rậm phía sau hàng dương liễu. Riêng Đào Hoa công chúa Mạnh Tiểu Hà cho thấy nàng khẽ nhếch mép cười nhạt một tiếng, chớ không nói gì. Lúc này, Nhân Thu Thủy không cần suy đoán nàng cũng đã hiểu, đang có kẻ lạ lẻn vào dò xét trong Đào Hoa Nguyên, nhưng không rõ kẻ đó là ai. Và lén vào đây do thám chuyện gì. Lại nói, bóng người lén vào Đào Hoa Nguyên quả nhiên khá lợi hại. Vì mọi người trong nhà chưa có ai cử động gì mà xem ra, hình như họ đã có ý cảnh giác rồi. Cho nên, từ chỗ có tiếng động nhẹ phía sau hàng dương liễu, rồi bỗng nhiên có hai bóng đen vọt lên cao 5-6 trường khẽ trao một cái trên không, rồi tà tà lao vút về hướng đông bắc. Trong lúc hai bóng đen vừa vọt lên không, liền có hai tiếng vút vút tiếp theo là hai mũi lao sắt từ tay hai dũng sĩ người mèo, bay vút về phía rặng dương liễu. Mũi lao đã đi vượt qua dưới gót chân hai bóng đen, cắm ngập vào thân cây dương liễu làm lay động cành lá rào rào. Song song với hai đồng bọn vừa ném lao, hai dũng sĩ người mèo khác cũng đồng thời hét lớn một tiếng, thi triển thân pháp khinh công thượng thẳng với thế tiềm long thăng thiên, lao mình đuổi theo đối phương, và cũng vung tay ném ra một lượt, hai mũi phi đao bay xẹt về phía bóng đen chạy trốn, làm thành hai vệt sáng như hai luồng điện chớp. Hai dũng sĩ ném phi đao này, đều thuộc loại cao thủ số một trong Đào Hoa Nguyên và tuyệt kỹ ném đao của họ rất tuyệt diệu. Thế mà hai bóng đen vừa rồi vẫn nhẹ nhàng tránh thoát một cách dễ dàng, thì đủ rõ họ chẳng phải là lũ tầm thường. Nhất là mỗi bước nhảy của họ cũng cao có tới 5-6 trượng. Đủ tưởng tượng khinh công của họ cao tới mức nào. Chỉ thấy hai mũi phi đao vừa xẹt tới, thân hình hai bóng đen liền đảo mình trao xuống sát mặt đất, nhường cho phi đao bay trượt đi, rồi lại khẽ búng người một cái, bắn đi hàng mấy trượng, chẳng khác một mũi tên xẹt. Nhìn cách tránh né, phi hành của đối phương, Nhân Thu Thủy không khỏi ngấm ngầm kinh hãi về tài nghệ của hai bóng đen lén đột nhập Đào Hoa Nguyên, chẳng những họ có võ công cao siêu mà cả về có trí và kinh nghiệm giang hồ cũng rất già dặn. Lối trao mình là xuống đất, rồi lại búng người vọt đi, thật là một thân pháp rất tài tình, vừa tránh né được ám khí, vừa dễ dàng thoát khỏi sự truy tung tập kích của các tay dũng sĩ người mèo khác. Quả nhiên ý nghĩ của Nhân Thu Thủy chưa dứt thì đã có nhiều tiếng, vút vút vù vù của hàng loạt phi đao và tên nỏ bắn tới tấp vế phía hai bóng đen. Nhưng hát thân hình của họ lúc đó đã nhanh nhẹn khôn tả, chỉ thấy họ khẽ lách mình vài cái là đã biến dạng vào trong bóng đêm dày đặc. Nhân Thu Thủy thấy bọn dũng sĩ người mèo không trần bắt được hai bóng đen đột nhập Đào Hoa Nguyên, nàng liền liếc mắt xem cử chỉ và hành động của Đào Hoa công chúa ra sao. Nhưng chỉ thấy nàng ta vẫn ngồi nguyên trên ghế, mặt thoáng lộ vẻ giận một chút rồi lại bình thản như thường. Thấy vậy, Nhân Thu Thủy lấy làm ngạc nhiên.
Vì phía ngoài đào hoa nguyên có địa thế thiên nhiên kỳ hiểm, bên trong là dũng sĩ hảo thủ người mèo, canh gác giới bị rất nghiêm ngặt, thế mà có người dám đột nhập, ra vào tự do. Trong khi đó, đào hoa công chúa Màn Tiểu Hà, chủ nhân tại đây, lại thản nhiên như không, chẳng buồn đứng dậy đuổi bắt kẻ địch, thì quả là một hiện tượng trái với lẽ thường võ lâm xưa nay. Trái lại lúc đó, đào hoa công chúa lại quay sang hỏi Như Thiên Hân. Chắc Như đại hiệp rất lấy làm lạ về việc tại sao tiện nữ lại để cho người ta vào tân đào hoa nguyên mà không ngăn trần đón bắt chớ gì. Sở dĩ tiện nữ để cho bọn chúng dễ dàng tẩu thoát là vì ban nãy tiện nữ có thoáng nghe tín hiệu cáo cấp cầu viện của Bách Thú Nham, có chuyện gì xảy ra mà chúng phải báo động như thế. Chẳng hay ba vị từ Trung Nguyên ra vùng Nam Hoang này, có còn bạn đồn hành nào đi sau nữa hay không? Nghe nói, Nhân Thu Thủy giật mình biến sắc. Chương 38 lực đấu song hung. Như Thiên Hân cũng thoáng lộ vẻ lo âu, khẽ cau mày đáp. Cùng đi với lão phu ra vùng Nam Hoang, còn có hai người nữa, một người là Cổ Phiêu Hương cô nương, cao đồ của Thúy Vi tiên tử Nhuế Băng Tâm. Và một người là Phó Thiên Lân, sư điệt của lão phu. Nay ở Bách Thú Nham đã có tín hiệu cáo cấp, chắc là hai người ấy đã ra tay xung đột với bọn thủ hạ của Đồng Cổ Thiên Tôn Lôi Chấn Vũ rồi cũng nên. Và căn cứ theo đó thì hai tên vừa ở đây tháo lui, chắc là... Không đợi Như Thiên Hân dứt lời, đào hoa công chúa Màn Tiểu Hà đã lên tiếng. Ngoài trừ hai gã hung đồ Nam Hoang Hạt Đảo và Đồng Cổ Thiên Tôn ra, không còn kẻ nào có can đảm xâm nhập vùng cấm địa thuộc đào hoa nguyên của tiện nữ. Không phải Mạnh Tiểu Hà có ý khoe khoang trước mặt ba vị, nếu đêm nay bọn chúng không thừa cơ lúc tiện nữ bần rộn đón tiếp ba vị, mà lén lút theo vào thì dù thân thủ của chúng có cao siêu hơn thế nữa, cũng khó lòng mà lọt được vào đây theo như ý muốn. Bây giờ, Bách Thú Nham đã có tín hiệu cầu cứu, và hai gã hung đồ cũng đã hấp tấp tháo lui, chúng ta chẳng cần biết có phải là hai vị phó cổ đã tới hay không, mà cũng nên để ý quan sát thử xem cho biết rõ hư thực, hầu kịp thời ứng phó khi cần. Đề nghị của đào hoa công chúa rất hợp với ý muốn của Nhân Thu Thủy, cho nên nàng đã đứng dậy trước tiên, với vẻ mặt bồn chồn lo âu khôn tả. Trong khi đó, Như Thiên Hân tuy cũng hết sức lo ngại về sự an nguy của Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương, nhưng ông ta còn ngại, vì chủ nhân chưa xuất động mà không tiện để lộ nhược điểm của mình. Cho nên khi thấy Nhân Thu Thủy hốt hoảng đứng dậy, ông ta bèn khẽ đằng hắng một tiếng, định ngăn cản thì đã thấy đào hoa công chúa tươi cười nói. Như đại hiệp bất tất phải quá phần câu nệ lễ tiết, và Nhân tiểu muội cũng chớ nên bồn chồn lo lắng làm chi. Vì giữa đào hoa nguyên và Bách Thú Nham còn cách hai dãy núi cao nguy hiểm. Dù Lôi Chấn Vũ và Phi Nam Kỳ có thân pháp khinh công nhanh đến đâu chăng nữa, cũng phải mất một thời gian tương đương mới có thể về tới xào huyệt của chúng được. Trong khi đó chúng ta có một đường tắt, nằm về phía đông bắc đào hoa nguyên, tức là ngọn Kỳ Phong nằm ngang, chĩa ngọn về phía Bách Thú Nham mà người địa phương thường mệnh danh là ngọn Long Dốc Phong. Để hiểu rõ tiểu nữ dẫn ba vị lên ngọn Kỳ Phong này quan sát cho hiểu rõ hư thực của Bách Thú Nham trước, rồi sẽ tìm cách định đoạt sau. Dứt lời, Mạnh Tiểu Hà liền đứng dậy thân dẫn ba vị quý khách đem tám tên thị nữ và tám dũng sĩ rời căn nhà sàn, nhằm hướng đông bắc cất bước. Đường đi qua một cánh đồng trống, qua mấy khu dân cư dẫn tới một rừng đào sầm uất. Tới đây, đào hoa công chúa bèn ngừng bước quay lại mỉm cười trò tay về phía rừng đào nói với bọn Như Thiên Hân. Để lên núi cho được Mai Ưu Chóng, xin mời ba vị theo tiện nữ dùng thân pháp, đạp hoa phi độ, vượt qua cánh rừng đào này, cho đỡ tốn thì giờ. Bọn Như Thiên Hân ba người, đều mỉm cười gật đầu đồng ý, nhưng trên nét mặt người nào người nấy đều lộ vẻ lo lắng vô cùng. Nhất là Nhân Thu Thủy, sau khi nghe tin Bách Thú Nham phát tín hiệu cáo cấp, thì nàng có cảm giác cho rằng thế nào Phó Thiên Lâm và Cổ Phiêu Hương cũng đã tới dã Nhân Sơn, và nàng còn tưởng ra những cảnh giao đấu rùng rợn như Cổ Phiêu Hương vũ lồng thanh thiên lam độc kiếm, liều mình ác đấu cùng bọn ác đồ mãnh thú môn hạ của Đồng Cổ Thiên Tôn. Hoặc cảnh Phó Thiên Lân sử dụng thanh kiếm vô danh của Công Tôn Đỉnh trao tặng, độc chiến với ba con Khỉ Đột Tóc Vàng, và ba con Hoàng Kim Ngao Vương, tình trạng rất là nguy ngập, v.v. Giữa lúc Nhân Thu Thủy đang bồn chồn lo lắng, thì đào hoa công chúa đã nhẹ nhàng phi thân lên đỉnh ngọn rừng đào.
Như Bạch Nhị Lão cũng nhìn nhau trao đổi ý kiến một cái, rồi đồng lượt vung cánh tay áo rồng phất phơ, phi vọt thân hình lên không, lướt theo phía sau Đào Hoa công chúa. Còn lại 16 tên nam nữ người mèo tuy đều là những hảo thủ được tuyển lựa kỹ càng trong số các võ sĩ tại Đào Hoa Nguyên, nhưng so với 4 vị chủ khách thì họ còn thua kém rất xa. Chính họ cũng tự biết, không có đi trên ngọn cây cành lá, nên họ đành phải xuyên rừng đi theo phía bên dưới. Còn phía trên, chủ khách 4 người đều thi triển thân pháp khinh công thượng thẳng, phi nhanh như nước chảy mây trôi. Đào Hoa công chúa cất bước rất nhẹ nhàng, thoạt trông có vẻ chậm chạp, nhưng thực ra rất nhanh. Trong lúc phi hành có đôi khi nàng cố ý thi triển hết nhất thân sở học lướt đi như một ánh điện chớp. Chẳng khác một vị nữ tiên ngự phong phi hành. Như Thiên Hân cũng nhẹ nhàng, ung dung cất bước theo sát Đào Hoa công chúa, lúc nào cũng giữ khoảng cách trong vòng hơn một trượng không kém. Bạch Nguyên Chương mặt luôn luôn tươi cười, ống tay áo rồng nhẹ nhàng vung vẩy, đi song song ngang hàng với Như Thiên Hân. So sánh với mọi người, Nhân Thu Thủy có phần kém hơn một chút. Tuy nàng cũng cố gắng theo kịp được mọi người, nhưng đôi khi thân hình nhảy lên đáp xuống có làm rơi dùng một hai cánh hoa. Một lát sau, dưới sự hướng dẫn của Đào Hoa công chúa, Như Bạch Nhị Lão và Nhân Thu Thủy ba người đã vượt qua cánh rừng đào sầm uất, băng qua một sườn đồi, bắt đầu trèo lên một ngọn kỳ phong có hình thế rất là quái dị. Danh sơn kỳ phong trong thiên hạ có biết bao nhiêu mà kể, nhưng chưa có ngọn nào kỳ dị như ngọn núi này. Vì mọi ngọn núi khác thông thường đều mọc từ dưới chân thẳng lên cho tới chót đỉnh giáp tận mây xanh cũng vậy. Duy chỉ có ngọn Long Dốc Kỳ Phong này lại có hình thế kỳ dị, đặc biệt là từ dưới chân mọc lên cao độ 10 trượng, thì núi bắt đầu mọc ngang, nằm xiên xiên ra ngoài khoảng không hàng 7-80 trượng, trông chẳng khác một chiếc độc giác của một con thương long to lớn kỳ dị. Gần tới chót núi, lại có 3-4 cây cổ tùng mọc xum xuê, càng làm tăng thêm vẻ kỳ bí của ngọn núi thêm hiểm đặc biệt này. Đào Hoa công chúa tiến lên trước, phi thân tới tận chót núi, phóng mắt nhìn về phía một bãi đá phẳng đằng xa, thấy có một đạo kiếm quang màu lam đang lên xuống lấp loáng như một con thấn long quấy phúc. Ngoài đạo kiếm quang màu lam này, còn có một đạo bạch quang, trông tựa một dòng suối bạc quanh co uốn khúc chảy trên mặt đất. Chung quanh hai đạo lam quang và bạch quang có vô số những đốm đen lớn nhỏ bất nhất vây bọc lui tới hàng đàn. Như Thiên Hân, Bạch Nguyên Chương và Nhân Thu Thủy cũng lần lượt trước sau bước tới, nhìn xuống, thấy hai đạo hàm quang màu lam và màu bạc thì họ đoán biết là Cổ Phiêu Hương và Phó Thiên Lân hai người đã tới Dã Nhân Sơn và đang cùng lũ môn hạ ác thú của Đồng Cổ Thiên Tôn đồng thủ giao đấu. Đào Hoa công chúa đưa tay trỏ đạo kiếm quang màu lam quay lại nhìn Như Thiên Hân khẽ cau mày hỏi. Như đại hiệp, có phải người sử dụng đạo kiếm quang màu lam kia là môn hạ của Thúy Vi tiên tử, hay không? Như Thiên Hân đã biết rõ tâm ý của Đào Hoa công chúa nên khi nghe hỏi, ông ta khẽ cau mày chấm ngâm một lúc rồi mới đáp. Công chúa nói rất đúng, nàng ấy chính là Cổ Phiêu Hương cô nương, đồ đệ đắc ý của Thúy Vi tiên tử Nhuế Băng Tâm. Tâm tình tư chất vì cô nương ấy đều khá và điểm nào cũng có phần xuất sắc siêu nhân, nhưng khiếp hái thủ đoạn ra tay hơi ác độc một chút. Đào Hoa công chúa lộ vẻ tươi cười, nói. Như đại hiệp quả thực là một bậc minh lý, xét đoán sành sói, tiểu nữ rất lo ngại, khi tên lão quái Phí Nam Kỳ về tới xào huyệt, hắn thấy đồ đệ môn hạ của hắn bị thương vong chết chóc nằm la liệt thế kia thì đời nào hắn chịu nhẫn nhục nương tay. Khi đó, hai vị phó cổ tuy có là môn đệ danh gia nhưng vì tuổi tác kinh nghiệm và công lực hỏa hầu cũng còn non kém rất nhiều so với hai tên lão quái đó. Cho nên tiểu nữ rất e ngại, sợ rằng chưa chắc hai người đã địch nổi bọn chúng. Nghe nói, Như Thiên Hân luôn luôn gật đầu đồng ý nhưng ông ta chưa kịp đáp thì đã nghe Nhân Thu Thủy tiếp lời hỏi. Mạnh tỷ tỷ, bây giờ chúng ta đã biết Lân ca ca và Cổ tỷ tỷ đang gặp kình địch nguy hiểm, vậy thì chúng ta có cách nào tiếp ứng cho mau chóng được không? Bạch Nguyên Chương cũng lộ vẻ lo âu nhìn Đào Hoa công chúa hỏi dồn. Xin công chúa cho biết dưới chân ngọn kỳ phong này có con đường tắt nào đến Bạch Thú Nham được trước để giúp đỡ Cổ Phiêu Hương và Phó Thiên Lân khỏi bị hại về tay hai tên lão quái Lôi Chấn Vũ và Phí Nam Kỳ hay không? Đào Hoa công chúa khẽ lắc đầu chậm rãi, đáp.
Dưới chân ngọn kỳ phong này, tuy có một con đường mòn, nhưng bây giờ thì đã muộn quá rồi, xin mời ba vị hãy nhìn xem kìa. Vừa nói, Đào Hoa công chúa vừa đưa tay trỏ về phía sườn núi bên mặt. Bọn Như Thiên Hân nhìn ngón tay trỏ của nàng, chỉ thấy hai chấm đen nhỏ đang vượt qua một ngòi nước và chạy nhảy như bay về hướng Bách Thú Nham. Trong chớp mắt, hai chấm đen đã về tới đích. Khi tới nơi, một bóng đen bỗng bắn vọt lên cao hàng 5-6 trượng, lao đầu chụp sống vầng kiếm quang màu lam. Còn một bóng đen khác thì đưa tay rút một món binh khí rất kỳ lạ. Bạch Nguyên Chương vội chú ý quan sát và lộ vẻ kinh hãi vô cùng. Vì ông ta nhận ra món binh khí kỳ lạ đó chính là cây cửu truyền Tam Hoa Ngọc Như Ý, oai trấn giang hồ của Nam Hoàng Hạt Đảo mà xưa nay hắn ít khi dùng tới. Lại nói về trường hợp của Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương, khi ra tới vùng Nam Hoang, may nhờ có Phó Thiên Lân lúc trước đã được đi cùng với Bách Cầm Tiên Tử Công Tông Đỉnh từ Mãng Thương Sơn đến Bách Thú Nha một lần, cho nên chàng còn mang máng nhớ được phương hướng và đường lối và Bạch Thú Đồng. Nhưng khi đến cửa động, hai người đã bị bọn ác miêu môn hạ đồng Cổ Thiên Tôn đón tiếp một cách rất kiêu ngạo vô lễ, không như đối với toán đan tâm kiếm khách vừa tới trước. Cho nên Cổ Phiêu Hương đã không dằn được cơn nóng giận mà đã sử dụng Thiên Lam độc kiếm, chém bay đầu hai gã ác miêu hung cuồng nhất trong bọn. Thấy vậy, Phó Thiên Lân hơi cau mày lộ vẻ lo ngại thì Cổ Phiêu Hương đã cất tiếng cười khanh khách bảo chàng. Phó đệ chớ nên giữ lòng nhân hậu quá như thế, vì hai tên lão quái và bọn nhiệt đồ môn hạ của chúng đã táng tận lương tâm, không còn phương thế nào cứu vãn lôi cuốn được nữa. Chúng ta đã từ Trung Nguyên ra tới đây để tiểu trừ bọn võ lâm bại hoại thì còn đợi gì mà không thẳng tay tiêu diệt cho hết lũ hung đồ này đi. Nào, phó đệ hãy cùng tỷ tỷ dùng song kiếm liên hoàn, giết sạch bọn này một trận cho sướng tay. Mấy câu nói của Cổ Phiêu Hương lời lẽ rất nghiêm chỉnh. Hơn nữa, nàng cũng đã ra tay sát hại đối phương rồi. Cho nên, Phó Thiên Lân cũng buộc lòng phải sử dụng thanh cổ kiếm vô danh hợp sức cùng thanh Thiên Lam độc kiếm của Cổ Phiêu Hương để truy sát bầy ác thú và lũ ác miêu môn hạ của đồng Cổ Thiên Tôn. Và thanh cổ kiếm trong tay chàng vừa lóe lên một vầng kiếm quang màu bạc thì đã có 5-6 tên ác miêu bị bay đầu táng mệnh. Lúc này lũ miêu đồ hung ác mới rõ sự lợi hại. Cho nên, một mặt, chúng nổi, hiệu còi, báo đồng các cấp với hai tên lão quái đang lèn theo bọn Như Thiên Hân vào Đào Hoa Nguyên và một mặt, chúng thả tất cả ác thú trong Bách Thú Đồng ra, vây chặt lấy đối phương liều chết chống cự. Nhưng ngoài thế song kiếm của Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương lại rất dũng mãnh, nên khi hai tên lão quái nghe tín hiệu cáo cấp chạy về tới xào huyệt, thì trên Bách Thú Nham đã ngổn ngang xác chết của người và thú, máu chảy thành ngòi, trông rất thê thảm. Xưa nay, đồng Cổ Thiên Tôn vẫn tự coi là bá chủ tại vùng Giã Nhân Sơn, không ai dám xâm phạm trêu chọc na nhìn thấy thảm cảnh như vậy, thì không sao dằn được tức dân, hắn đã gầm lên những tiếng vang dội như một con mãnh thú bị thương định nuốt sống đối phương lập tức. Nhưng đến khi nhìn thấy thanh Thiên Lam độc kiếm trong tay Cổ Phiêu Hương thì bất giác, hắn lại sững sờ ngạc nhiên hỏi. Con danh này, có phải mi là Hồng Y La Sát đồ đệ của Nhuế lão bà đấy không? Cổ Phiêu Hương thu kiếm đứng ngạo nghễ đáp. Đúng đấy, hai tên lão quái chúng bây, là những kẻ không biết thuần nghịch gì cả, mà đã táng tận lương chi, dám ra tay ám hại đan tâm kiêm khách và ân sư ta tài giữa cuộc sáp huyết minh thể, đông đủ các anh hào bốn phương, thì thử hỏi, mi còn mặt mũi nào, đáng nhắc đến danh hiệu của ân sư ta nữa. Nghe mấy lời mắng nhiếc, Lôi Chấn Vũ lại càng tức giận tràn hông. Hắn gầm lớn một tiếng như cọp giống, thân hình bay vọt lên cao hơn 4 trượng, lộn người quay đầu trở xuống xòe hai bàn tay to lớn như hai chiếc quạt nan, với 10 ngót tay đầy móng nhọn hoắt như những chiếc móc câu, chụp xuống đỉnh đầu Cổ Phiêu Hương kèm theo một luồng gió rít ào ào. Từ khi Cổ Phiêu Hương thấy hai tên lão quái đã nghe tín hiệu cáo cấp của lũ thủ hạ mà kịp thời hãy về xào huyệt thì nàng đã lưu ý đề phòng. Đến nay lại thấy tên lão quái Lôi Chấn Vũ, trong lúc tức giận ra tay với một oai lực dũng mãnh ghê gớm thì cũng hơi sần lòng. Nhưng vì xưa nay nàng vốn là người có tính kiêu ngạo. Ngoài đan tâm kiếm khách Như Thiên Hân và ân sư ra, nàng chưa hề phục tùng ai bao giờ. Cho nên, khi thấy lão quái ra tay tuy nguy hiểm, nhưng nàng chỉ khẽ nghiêng mình đảo chân nhích về bên phải nửa bước tránh khỏi mặt tránh của luồng trường phong thiên ngoại la hồng của đối phương.
Đồng thời, tay tả của nàng khẽ lật ngược, đẩy ra một luồng cách không trưởng lực với một sức nhu kình vô hình, đánh thuốc từ dưới lên trên. Kế đó, thanh thiên lam độc kiếm bên tay mặt nàng cũng thuần thế sử dụng một tuyệt học khổng tước hồi tường tỏa ra một vầng kiếm quang màu lam chói lọi. Chỉ nghe mấy tiếng ối ối, thê thảm, hai tên ác điêu đứng bên cạnh vừa vác lao xông vào đánh lén, đã bị luồng kiếm quang của nàng tiện đứt cả đầu người lẫn đao máu phun tung tóe khắp mặt đất. Trong khi đó, luồng trường phong bên tay tả của nàng tung ra chạm vào luồng trường phong của tên lão quái từ trên không chụp xuống, đã bị dội lại, tê nhức cả một cánh tay, và tàng phù cũng thấy rúng động, khiến nàng không khỏi giật mình kinh hãi, mà vội vàng đảo bước tung mình, nhảy xéo sang bên cạnh hơn một trường, đúng ngay chỗ tên lão quái nam hoang hạt đảo trong khi tên này đang múa cây bích ngọc như ý bên tay mặt sử dụng chiêu thế, phiên vân phúc vũ, gạt bắn thanh cổ kiếm vô danh trong tay Phó Thiên Lân. Đồng thời cây tiêu hồn bảo trượng, bên tay tả hắn, thuần thế sử dụng liên tiếp hai thế thiên đài chỉ lộ, nguyệt hà thôi môn, điểm ngay hai trọng huyệt thất khảm, và kỳ môn trước ngực Phó Thiên Lân. Vì vậy, khi thân hình cổ phiêu hương chưa chấm đất thì thanh kiếm trong tay nàng đã tỏa thành một vầng kiếm quang chói lòa chặt ngay cổ tay tả nam hoang hạt đảo để hóa giải thế công của hắn. Tên lão quái đảo này, tuy cặp mắt đã mù, nhưng nhĩ lực của hắn linh mẫn dị thường, khi kiếm phong của cổ phiêu hương vừa xẹt đến, hắn đã kịp thời ứng biến, trầm cổ tay dựng ngược cây bảo trường lên để chống đỡ. Một thanh thần kiếm tuyệt đại và một cây bảo trường hắn hữu chạm nhau phát tiếng cong cong, như tiếng chuông rền. Sau khi lưỡi kiếm chạm vào cây gậy của đối phương, cổ phiêu hương thấy gan bàn tay bị nóng ran, nàng vội vàng cau mày, mượn đà xoay người một vòng, với một chiêu tiên nữ tán hoa, rất xảo diệu múa kiếm tỏa thành một vầng kiếm ảnh sáng chói, tiếp tục chụp xuống đầu Phí Nam Kỳ. Phó Thiên Lân cũng thừa lúc cổ phiêu hương tấn công đối phương hai thế kiếm liên tục, chàng vội vàng vận dùng công lực toàn thân lên cánh tay mặt, vung thanh cổ kiếm gạt mạnh cây bích ngọc như ý của Phí Nam Kỳ sang một bên, đồng thời hai bên hai gót chân xoay mạnh mấy vòng thanh thấn kiếm nước biến sang chiêu thế, đảo quyền cuồng lan, chém ngược vào giữa luồng kình phong từ phía sau đang dồn tới. Trong lúc xoay mình, múa kiếm, đón đỡ luồng trường phong phía sau lưng, chàng còn vận công lên tà trường đẩy ra một luồng kình khí hùng hậu, phối hợp với chiêu thức tiên nữ tán hoa của cổ phiêu hương dồn ép nam hoang hạt đảo Phí Nam Kỳ phải lách tránh nhảy lùi về phía sau 7-8 bước, miệng giống lên mấy tiếng tỏ vẻ tức giận vô cùng. Trong khi đó thì đồng cổ thiên tôn lôi chấn vũ cũng tung mình nhảy sang bên cạnh hơn một trường, trần cặp quái nhớn tròn xoe, lộ hung quang sáng quắc. Nguyên hai luồng trường phong đánh lén phía sau lưng Phó Thiên Lân vừa rồi, là trường lực của đồng cổ thiên tôn, hắn định đẩy về phía cổ phiêu hương để đuổi theo nàng phi thân về hướng Phó Thiên Lân, nhưng lại bị chàng vung kiếm chém ngược lại. Bởi vậy khi song trường của lão ta vừa tung ra bỗng nhiên gặp phải một luồng hào quang lạnh buốt trần lại, thì dù công lực của lão quái có cao đến đâu, cũng phải kiêng dè mà thu thế nhảy tránh. Qua mấy chiêu, Phó Thiên Lân và cổ phiêu hương tuy chưa bị nao núng trước công lực siêu tuyệt của hai tên lão quái nam hoang hạt đảo và đồng cổ thiên tôn. Nhưng bốn người đứng quan sát trên đỉnh, long dốc kỳ phong thì đều hồi hộp lo ngại cho hai người không ít. Nhất là nhân thu thủy thì lại còn lo lắng hơn. Nàng luôn luôn quay đầu lại nhìn Như Thiên Hân tuy vẫn miễn cưỡng giữ được sự bình tĩnh, không thốt ra lời, nhưng trên nét mặt đã lộ vẻ lo lắng vô cùng. Giữa lúc ấy, tại Bách Thú Nham, sau một phút yên lặng trận đấu lại bắt đầu trở nên sôi nổi. Lần này hai tên lão quái đã chú ý thi triển tuyệt học nên sau mấy chiêu chúng đã chiếm được ưu thế. Tuy nhiên, hai đối thủ trẻ tuổi cũng là những tay xuất sắc. Cổ phiêu hương thì đã được Thúy Vi tiên tử chân truyền, nội lực đã luyện tới 7-8 phần hỏa hầu. Còn Phó Thiên Lân thì cũng đã được xảo ngộ bách điều tiên nhân Đỗ Vô Sầu chẳng những học hành thân pháp bách cầm thần diệu vô song, mà còn được phục dùng các loại linh dược dị quả, giúp cho công lực tăng tiến một cách thần tốc. Cho nên, mặc dầu hai tên lão quái có nhờ vào công lực thâm hậu, tu luyện trong nhiều năm chiếm được phần nào ưu thế, nhưng nếu muốn khiến cổ phiêu hương và Phó Thiên Lân phải buông khí giới, cúi đầu chịu thua hoặc bị táng mệnh cũng không phải chuyện dễ dàng có thể thực hiện trong một chốc lát được. Riêng về Nam Hoang Hạt Đảo, hắn có thể thi triển môn ám khí cửu truyền tam hoa, ngầm giấu trong cây bích ngọc như ý để sát hại địch thủ.
nhưng vì hắn ta tự cậy thân phần thuộc hàng tiền bối, và đối thủ là hai kẻ hậu sinh hạ bối, không tiện khinh dùng. Cho nên hắn chỉ ra sức hợp cùng đồng cổ thiên tôn lão quái vây đánh, đợi cho hai người kiệt sức tự bại. Như Thiên Hân đứng trên đỉnh, Long Dốc Phong, chú mục quan sát, ông ta thấy hai luồng kiếm quang màu lam và màu bạc đã dần dần chuyển từ thế công sang thế thủ và luôn luôn phải chống đỡ nguy hiểm, thì biết chỉ trong vòng nửa khắc nữa Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương nhất định sẽ bị đối phương hạ độc thủ. Cho nên ông ta vội quay sang phía Đào Hoa công chúa lo lắng hỏi. Mạnh công chúa cứ xem tình thế dưới Bách Thú Nham thì cổ cô nương và tể sư điệt không đủ sức chống chọi được bao lâu nữa, lão phu định bẻ một cành cổ tùng để làm đà, mượn sức nhảy xuống cứu viện, không biết có nên chăng. Trong lúc nói chuyện, Như Thiên Hân vừa đưa tay trỏ vào cây cổ tùng bên cạnh, vừa nhìn Đào Hoa công chúa đợi trả lời. Nghe xong, cặp mắt Đào Hoa công chúa chợt lộ thần quang lóng lánh, mỉm cười lắc đầu đáp. Ngọn núi này cao có tới hơn trăm trượng, người thường khó mà nhảy xuống được an toàn. Phương pháp của Như Đại Hiệp vì có thể gọi là một phương pháp nhanh nhất và thần công cao siêu nhất. Nhưng dù cho có nhảy xuống tới chân núi được yên ổn, thì cũng còn phải vượt qua một ngọn đèo sâu rộng nữa mới tới Bách Thú Nham, vừa tốn sức lại mất thì giờ. Trong khi ấy, chưa chắc hai vị phó cổ đã đủ sức chống đỡ khỏi bị đối phương hạ thủ. Chi bằng, bây giờ chỉ có cách dùng tín hiệu đặc biệt của Đào Hoa Nguyên thông báo cho hai tên lão quái phải lập tức ngừng cuộc giao đấu mới là thượng sách. Dứt lời, Đào Hoa công chúa không đợi Như Thiên Hân đáp lời, nàng đã lập tức quay lại dùng tiếng địa phương dặn dò hai cô gái mèo đứng bên cạnh mấy câu. Chỉ thấy hai cô gái này, sau khi nghe lời dặn bảo của chủ nhân, một cô vội rút bên sườn ra một chiếc sừng dê nhỏ. Hình dáng rất đặc biệt rồi đưa lên miệng thổi một hơi dài âm điệu truyền đi rất xa. Lúc đó, dưới Bách Thú Nham, đồng cổ thiên tôn Lôi Chấn Vũ đang dùng song trường phát huy võ công quỷ dị và chân lực thâm hậu để tấn công thánh thủ Quan Âm Cổ Phiêu Hương tới tấp. Mỗi chiêu mỗi thế của hắn đánh ra đều có sức mạnh như sấm như sét. Còn Nam Hoang Hạt Đảo thì so với Lôi Chấn Vũ công lực của hắn có phần cao hơn. Cho nên cây bích ngọc như ý bên tay mặt và cây tiêu hồn bảo trường bên tay tả của hắn đã tạo thành một oai thế tuyệt luân, dồn Phó Thiên Lân phải luống cuống chân tay trong vòng trường ảnh cương phong. Và thanh cổ kiếm vô danh của chàng hầu như chỉ còn sức chống đỡ gượng gạo mà thôi. Cứ tình trạng này thì chỉ trong một lát nữa Phó Thiên Lân sẽ bị thảm bại trước và Cổ Phiêu Hương cũng gặp điều bất trắc theo sau. Nhưng giữa lúc hai tên lão quái đang đắc ý và sắp sửa cùng hò hét ngầm ra hiệu cho nhau, để chuẩn bị cùng hạ độc thủ, thì bỗng nhiên tiến tù và sừng dê đã vang từ trên đỉnh, Long Dốc Phong đưa xuống. Nghe tiếng hiệu tù và, đồng cổ thiên tôn hết sức kinh ngạc, hắn vội vàng thu thế, ngừng tay, nhảy lui về phía sau hơn hai trượng, chố mắt ngừng đầu nhìn về phía có tiếng tù và, mắt lộ vẻ tức giận vô cùng. Một lát sau, hắn mới quay sang phía Nam Hoang Hạt Đảo đang giao đấu nghiến răng kèn kẹt hầm hực bảo đồng bọn. Phí huynh không hiểu tại sao bữa nay, con mù láng giềng của tiểu đệ lại bỗng dưng trở mặt giúp đỡ người ngoài như thế. Chính mù ấy đã dùng dốc địch truyền thanh, đòi chúng ta phải lập tức ngừng tay, và còn buộc phải đưa hai nam nữ tiểu tặc này vào Đào Hoa Nguyên nữa. Nghe nói, Nam Hoang Hạt Đảo cũng hầm hầm nổi giận, lập tức cây ngọc như ý và cây tiêu hồn bảo trường trong tay hắn được phối hợp thi triển hai chiêu thế liên hoàn tà quái kim trung và khu xà nhập huyệt, dồn Phó Thiên Lân phải đem hết sở trường về bách cầm thân pháp nhảy lui về phía sau hơn một trường. Đồng thời, miệng hắn cất tiếng cười âm trầm lạnh lẽo hỏi. Theo ý Lôi huynh, chúng ta có nên tiếp nhận yêu cầu của mụ ta hay không? Nghe hỏi, đồng cổ thiên tôn không đáp, chỉ cất tiếng cười khịt khịt lộ vẻ đanh ác. Giữa lúc ấy, Cổ Phiêu Hương đã khôn ngoan nhanh nhẹn thừa lúc Lôi Chấn Vũ thu thế nhảy lui, nàng liền nhảy vèo về phía sau lưng Nam Hoang Hạt Đảo nhanh như một ngọn gió lúc miệng thét lên một tiếng lanh lảnh, tay vung thiên lam độc kiếm, sử dụng chiêu Đông Hải tuyệt học ngư long biến hóa, tạo thành vầng kiếm quang màu lam sáng chói, chụp xuống đầu đối phương nhẹ như làn chớp. Nam Hoang Hạt Đảo Phí Nam Kỳ nhờ có một nhỉ lực rất linh mẫn nên vừa thoáng nghe tiếng kiếm phong của đối phương, hắn đã nhẹ nhàng lắc mình nhảy xéo sang bên cạnh hơn một trượng, miệng rú một tiếng ghê rợn và rít giọng nói.
Tiểu cẩu vô tri và con tiện phụ Đông Hải, sao không mau cúi đầu nộp mạng, còn đợi gì nữa? Tiếng nói của hắn chưa dứt thì cây bích ngọc như ý trong tay hắn, đã được hắn đẩy về phía trước mặt một chút dùng ngón tay khẽ bấm vào cái nút mấy tiếng tanh tanh tanh, đầu cây ngọc như ý đã hiện ra một lỗ tròn nhỏ từ trong lỗ tròn này, liên tiếp bắn ra ba búp hoa màu vàng. Trong ba búp hoa, ngoài trừ sức bắn đi mau lẹ phát ra tiếng gió vu vu còn thì không thấy có gì gọi là oai lực ghê gớm như lời võ lâm thường đồn đại. Phó Thiên Lân thấy vậy, chàng liền cất tiếng cười nhạt vận chơ khí lên tà trưởng đẩy ra một luồng nội ra cương lực về phía ba búp hoa màu vàng. Cổ Phiêu Hương thấy Phó Thiên Lân dùng trưởng lực đón đỡ ám khí của đối phương thì nàng thất kinh biến sắc. Bởi vì nàng vốn là đệ tử đắc ý của Đông Hải Kiều Bà. Cho nên nàng đã hiểu một cách tường tận về ba món độc môn ám khí âm độc dị thường của Nam Hoang Hạt Đào giấu ngầm trong cây bích ngọc như ý. Chính ba món ám khí này đã khiến bao nhiêu người trong giới võ lâm giang hồ nghe tiếng đều phải rùng mình ghê sợ. Môn thứ nhất tên gọi Huyền Âm Băng Phách Quế là một môn lợi hại nhất, một khi phát xuất chẳng những số lượng đã nhiều khiến người ta không thể tránh né và cũng không thể dùng binh khí hay trưởng lực đỡ gạt được. Bởi vì, loài ám khí này có hình dáng như chùm hoa quía, thể tích rất nhỏ, khi gặp sức mạnh chống đỡ, lập tức sẽ bể nát thành bụi theo gió bay lẫn vào không khí, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một luồng âm phong vô hình ẩn chứa một chất độc kỳ hàm, không mùi không sắc, xâm nhập cơ thể người ta lúc nào không hay. Chất kỳ độc này, không màu sắc, mắt không thể nhìn thấy, không mùi vị, mũi không thể ngửi thấy. Cho nên, thường thường sau khi đối phương đã dùng nội ra trưởng lực chấn tan ám khí, thì đều cho rằng, đã hết lo ngại, do đó mà vô ý nhiễm phải chất âm hàm kỳ độc táng thân không hay. Môn thứ hai tên gọi, ngũ độc hồng diệm mai, hình thù giống năm đóa hoa mai đỏ, khi bắn ra, gặp gió sẽ phát nóng, khẽ chạm vào vật gì là bố cháy lập tức và dính chặt vào vật đó. Cho nên hễ đã bị trúng ám khí rồi, thì không sao gỡ ra được nữa. Chỉ đành chờ cho đến khi bị cháy tiêu thịt khô xương, táng thân mà thôi. Còn môn thứ ba tức là ba búp hoa mày vàng mà Nam Hoang Hạt Đào vừa bắn ra tên gọi thất bộ mê hồn cúc. Ba loài ám khí kỳ độc này, mỗi loại đều có một tính chất đặc biệt riêng. Huyền âm băng phách quế, người bị trúng thương toàn thân phát lênh, chỉ trong chớp mắt chất hàn độc đã nhập tâm, mất hết chi giác mà gục xuống chết cóng. Ngũ độc hồng diệm mai, sau khi bị trúng toàn thân cháy sạm như bị sét đánh. Thất bộ mê hồn cúc độc tính tuy êm dịu hơn hai loại ám khí trên và không làm chết người tức khắc, nhưng gặp sức mạnh chạm phải, sẽ tan thành nhiều cánh hoa cúc nhỏ, bay tung đầy trời, người bị trúng chỉ khẽ chảy ra chảy máu, liền hóa thành một sức độc kỳ dị từ nơi vết thương xâm nhập dần dần vào lục phủ ngũ tạng, khiến cho người ta chết lúc nào không hay. Cho nên cây cửu truyền tam hoa bích ngọc như ý của Nam Hoang Hạt Đảo phí Nam Kỳ đã trở thành bảo vật chấn sơn của phái Nam Hoang Vô Mục. Ngoài thế là một khối mỹ ngọc hiếm có, bên trong cấu tạo rất tinh xảo, oai lực của ám khí giấu ngầm bên trong lại càng độc ác bá đạo tuyệt luân. Cho nên chẳng những mọi người trong võ lâm đều ngán sợ món binh khí lợi hại này, mà ngay cả Nam Hoang Hạt Đảo cũng rất trân quý, ít khi đem ra sử dụng. Cổ Phiêu Hương đã biết rõ sự lợi hại của món binh khí này, đương nhiên nàng đã lưu ý dự phòng trước. Nhưng nàng không ngờ rằng, Nam Hoang Hạt Đảo với tính cuồng vọng kiêu ngạo xưa nay, và dấu từ ví là bực anh hùng cái thế, tôn chủ của một phái võ lại có can đảm dám ỷ vào môn võ khí tuyệt độc này, để hạ độc thủ một cách bất thình lình đối với kẻ hậu sinh vãn bối như thế. Cho nên, sau khi thấy Nam Hoang Hạt Đảo bắn ám khí thất bộ mê hồn cúc, Phó Thiên Lân không rõ lợi hại đã tung trưởng dùng nội ra chân lực chống đỡ, thì bất giác nàng kinh hãi đến biến sắc. Nhưng chuyện xảy ra quá bất ngờ, muốn ngăn cản cũng đã muộn. Ba búp hoa nhỏ màu vàng đã bị trưởng lực của Phó Thiên Lân đánh tan thành vô số cánh hoa nhỏ xíu, theo gió bay tỏa thành một vầng rồng lớn chụp xuống chung quanh chỗ đứng của chàng. Nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm của Phó Thiên Lân, Cổ Phiêu Hương đã nảy ý định đương đầu thay chàng, nên nàng vội kêu lớn, Phó đệ hãy lui mau. Đồng thời, nàng khẽ nhắc tay tả nắm cánh tay mặt của chàng kéo nhảy lui về phía sau, tay mặt múa thiên lam độc kiếm thành một bức tường kiếm quan màu lam, bao phủ chung quanh thân hình. Trong chớp mắt, những cành hoa cúc nhỏ đều bị kiếm quang của nàng nghiến nát thành bụi lẫn vào không khí.
Nhưng giữa lúc ấy, Nam Hoàng Hạt Đảo đã cất tiếng cười âm trầm lạnh lẽo nói: "Tên tiểu cẩu vô tri và con tiền phụ Đông Hải kia, dám cả gan cậy tài coi thường các bậc tôn trưởng à? Bây giờ thì hai cái mạng chó của chúng bây đều bị kết liễu dưới oai lực thất bộ mê hồn cúc của ta rồi." Phó Thiên Lân nghe nói, bất giác chàng cảm thấy trên mu bàn tay tả và cổ phải hơi tê dại. Chàng bèn quay nhìn Cổ Phiêu Hương, chỉ thấy trong cặp mắt của nàng chợt hiện tinh quang sáng ngời. Nét mặt lộ sát khí quật cường, đôi môi sầm đen, thân hình lắc lư như muốn té ngã, thì bất giác chàng đâm lo lắng thay cho nàng. Chàng đâu ngờ, chẳng những sinh mạng của tự mình đã lâm nguy mà sinh mạng của Cổ Phiêu Hương còn mỏng manh hơn. Bởi vì ít ra toàn thân nàng cũng bị trúng tới 4-5 miếng ám khí của đối phương. Tuy nhiên, mặc dầu đã trúng kỳ độc, nhưng Cổ Phiêu Hương vẫn giữ tính quật cường đứng ngạo nghễ giữa đấu chàng không lộ vẻ gì là sợ hãi. Trong bụng nàng thầm nhủ, ngày nay tính mệnh đã khó thoát chết, nếu để Thanh Thiên Lam lọt vào tay hai gã ma đầu lôi phí này, thì không biết lại rút thêm khí thế hung hăng ác độc cho chúng tới mức nào. Và không biết sẽ tạo thành bao nhiêu điều ác nghiệt nữa, cho nên nàng bèn nảy ra một quyết định, cố vận dư lực lên cánh tay mặt, vung mạnh một cái, liền Thanh Thiên Lam độc kiếm hóa thành một đạo cầu vồng màu lam sáng chói, bay vèo xuống một vực núi sâu thẳm hàng ngàn trượng bên cạnh Bách Thú Nham. Chương 39 Nhiệt Long Cổ Đàm. Hành động lâm nguy liền kiếm của Cổ Phiêu Hương quả thực là một bất ngờ đối với Nam Hoang Nhị Hung, cho nên chúng đều dậm chân, khẽ thốt một tiếng, hừ, tỏ ý tiếc rẻ vô cùng. Cổ Phiêu Hương sau khi liền bỏ được Thanh Thiên Lam độc kiếm, tâm thần nàng cảm thấy nhẹ nhàng, nàng quay sang nhìn Phó Thiên Lân nở nụ cười thỏa mãn, trong khi hai chân nàng đã loạng choạng đứng không vững. Nhờ thương thế nhẹ hơn, Phó Thiên Lân vội giơ tay đỡ Cổ Phiêu Hương vào lòng. Lúc này, nàng đã đuối sức, khẽ hé mắt thều thào nói: "Phó đệ, chuyến đi Nam Hoang này, phó đệ đối với tỷ tỷ rất ân cần chu đáo, đã giúp tỷ tỷ vơi lấp được phần nào sự trống rỗng tâm trí ấp ủ lâu ngày. Giờ đây, tỷ tỷ có bị vùi thân tại vùng hoang vu này cũng không còn ân hận gì nữa." Phó Thiên Lân biết nàng đã liều thân bảo vệ mình nên mới bị trọng thương. Do đó, khi nghe nàng nói xong, Ích Hàng cảm thấy chua xót vô cùng, mà đã cố ý siết chặt thêm vòng tay ôm ấp khẽ cúi xuống bên tai, thì thầm an ủi: "Cổ tỷ tỷ chớ nên nói vậy. Chúng ta đã kết bạn đồng hành, tiểu đệ đâu có thể đành lòng nhìn tỷ tỷ một mình nhắm mắt lìa đời cho được." Mấy lời của Phó Thiên Lân đã tỏ lộ tình nghĩa rất là sâu đậm, khiến Cổ Phiêu Hương nghe xong cũng cảm thấy ngọt ngào an ủi vô cùng. Giữa lúc đó, lại nghe tiếng Nam Hoàng Hạt Đảo lạnh lùng nói: "Lũ tiện tỳ tiểu cẩu, chúng bây hãy âu yếm nhau mau mau đi, để lát nữa sẽ được cùng nhau vùi xương vào bụng mãnh thú của Lôi Thiên Tôn." Lúc đầu, Cổ Phiêu Hương vẫn đinh ninh cho rằng Phó Thiên Lân chưa bị trúng ám khí thất bộ mê hồn cúc, đến nay, nghe Nam Hoàng Hạt Đảo nói, bất giác nàng lại giật mình kinh hãi, nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi Phó Thiên Lân, thì nàng đã bị hôn mê cục xuống bất tỉnh. Lúc này, thần trí Phó Thiên Lân cũng cảm thấy hơi hỗn loạn, một tay ôm chặt thân thể Cổ Phiêu Hương, một tay cầm thanh cổ kiếm vô danh đang băn khoăn, không biết nên hoành kiếm tử vẫn hay cố sức liều mạng, thì bỗng nhiên chất độc đã phát tác, khiến đầu óc chàng trở nên choáng váng, mặt mày xây sẩm, thanh cổ kiếm tuột khỏi tay rơi xuống đất lúc nào không hay. Đồng thời, thân hình chàng cũng gục xuống mặt đất kéo theo cả thân hình của Cổ Phiêu Hương. Nam Hoàng Hạt Đảo cất tiếng cười âm trầm nhìn đồng Cổ Thiên Tôn nói: "Lôi Thiên Tôn, bây giờ chúng ta có thể, một mặt, sai người đưa hai tên nam nữ tiểu tặc này giao cho Đào Hoa Công Chúa Mạnh Tiểu Hà để tạm hòa hoãn tình thế, một mặt liên lạc với nhóm người chúng ta mới gặp giữa đường để hợp sức phát động một trận công kích toàn diện vào Đào Hoa Nguyên thì thế nào cũng thành công dễ dàng." Nghe nói, đồng Cổ Thiên Tôn khẽ cau mày đáp: "Các tay hảo thủ chốt của nhóm người lão huynh vừa nói, chế lắm là canh ba đêm mai cũng sẽ tới đây, lúc bấy giờ tất nhiên trận công kích toàn diện vào Đào Hoa Nguyên sẽ khởi diễn. Nhưng hai tên nam nữ cẩu tặc này chỉ mới bị hồn mê, chứ chưa chết." Đồng Cổ Thiên Tôn chưa nói hết thì Nam Hoang Hạt Đảo đã cất tiếng cười sằng sặc như điên, ngắt lời:
Chúng nó đã trúng độc ám khí thất bộ mê hồn cúc của tiểu đệ thì dù có được tức thời uống loại linh dược cửu truyền phản hồn đan của lão quỷ Bạch Nguyên chưa ông cũng khó hòng sống sót. Ta giao cho họ hai kẻ ngoắc ngoài sắp chết đã vừa khiến đối phương hốt hoảng lo sợ, lại vừa có thể thừa cơ hội may mắn đó để phát động cuộc công kích, há chẳng là thủ đoạn cực diệu hay sao? Đồng Cổ Thiên Tôn nghe nói, bất giác hắn cũng phải thầm kính phục về thủ đoạn và tâm cơ gian trá ác độc của Nam Hoang Hạt Đảo, nên hắn lập tức sai mấy tên thủ hạ còn sống sót, chuẩn bị hai chiếc nguyễn sành để khiên Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương, rồi chính hắn, thân tử hộ tống đưa hai người vào Đào Hoa Nguyên. Tất cả sự việc xảy ra dưới Bách Thú Nham, Đào Hoa Công Chúa và bọn Như Thiên Hân đứng trên đỉnh, Long Dốc Phong đều nhìn rõ không sót. Do đó khi thấy Đồng Cổ Thiên Tôn thân dẫn thủ hạ khiêng Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương vào Đào Hoa Nguyên, thì mọi người cùng nhất tề phi thân ra cửa đứng đón. Khi Đồng Cổ Thiên Tôn và hai tên thủ hạ của hắn vừa tới nơi, thì Nhân Thu Thủy là người đầu tiên phóng mình chạy vụt ra. Nhưng đến khi thấy hai người bạn thân của mình chỉ còn chút hơi thở thoi thóp, thì bất giác nàng nổi lòng phẫn uất, nhỏ lệ nghiến răng, sử dụng ngay một tuyệt chiêu thôi sơn điền hải, xô núi lấp biển tống mạnh vào giữa ngực Đồng Cổ Thiên Tôn một chưởng. Đồng Cổ Thiên Tôn vội tung mình nhảy tránh, miệng thốt tiếng cười quái gở, mai mỉa. Việc gì mà nhân cô nương phải liều mạng hùng hổ như thế? Hai người bạn của cô nương chưa chết hẳn đâu. Nhất là lại có vị thần y đương thời là Bạch Nguyên Chương Đại Hiệp tại đây thì lo gì độc thương của họ chẳng được chữa khỏi. Nghe lão quái nói, độc thương của Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương có thể được chữa khỏi, Nhân Thu Thủy vội ngừng tay quay lại nhìn trại hoa đà Bạch Nguyên Chương đợi xem thái độ biểu lộ của ông ta. Chỉ thấy Bạch Nguyên Chương nắm cổ tay hai người trần mạch một hồi lâu với nét mặt lạnh lùng như gỗ đá, rồi sau đó, bỗng nhiên ông ta ngừng đầu tia hai luồng mục quang sáng quắc nhìn về phía Đồng Cổ Thiên Tôn không nói gì. Lôi Chấn Vũ là một gã hung cuồng cái thế xưa nay, mà khi chạm phải luồng mục quang sáng ngời của trại hoa đà Bạch Nguyên Chương cũng phải rúng động cả tâm thần. Giữa lúc đó, thì Đào Hoa Công Chúa đã dừng cặp mày liễu cất giọng trong trẻo oai nghiêm. Đa tạ Lôi Thiên Tôn đã nể mặt tiểu nữ tha cho hai vị nam nữ thiếu hiệp này. Lôi Thiên Tôn đã có tài đả thương người thì thiếu nữ cũng có tài cứu người. Vậy xin hẹn trong vòng 3 ngày sau, Mạnh Tiểu Hà sẽ cùng hai vị thiếu hiệp Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương đây, đến Bách Thú Nham lãnh giáo võ học của Lôi Thiên Tôn. Được Đào Hoa Công Chúa mở lối thoát, Đồng Cổ Thiên Tôn Lôi Chấn Vũ liền gật đầu cất tiếng cười quái gở. Thật là một điều hân hạnh cho Lôi Mỗ, lâu nay vẫn khao khát mong được lĩnh giáo với công chúa. Vậy thì chúng ta quyết định, 3 ngày sau sẽ cùng nhau thử tài cao thấp. Dứt lời, hắn liền vòng tay chào mọi người, rồi dẫn hai tên thủ hạ lui ra. Đối phương vừa cất bước đi khỏi, Nhân Thu Thủy đã rầu rĩ hỏi Bạch Nguyên Chương. Bạch lão tiền bối, không biết Lân ca và Cổ tỷ tỷ có thể cứu sống hay chăng? Bạch Nguyên Chương khẽ nhíu mày không trả lời câu hỏi của Nhân Thu Thủy mà quay sang phía Đào Hoa Công Chúa chắp tay trang trọng hỏi. Nói về học vấn, thì sâu rộng như trời bể, dù có khổ công nghiên cứu hằng mấy chục năm trời, nhưng thực ra cũng chỉ lãnh hội được phần nào mà thôi. Lão Phu tuy đã gần tròn đời du hiệp Trung Nguyên, và may mắn tạo được chút hư danh về y học, nhưng khi đặt chân tới man hoang hóa ngoại này, thì lại ngỡ ngàng không hiểu chút gì. Bởi vậy, đối với chất độc thương kỳ dị của Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương, lão phu không biết thuộc loại độc vật gì, nên không biết đường nào cứu chữa. Vừa rồi, công chúa đã khẳng khái nhận lời đối phương, vậy xin công chúa hãy hết lòng ra tay cứu giúp. Đào Hoa Công Chúa vội vàng né mình tạ lễ tiếp lời đáp. Tại sao Bạch Đại Hiệp lại đa lễ đối với tiểu nữ như thế? Chẳng qua tiểu nữ nhờ được quen thuộc địa thế mà hiểu dành đôi chút và các loại gì vật tại vùng Nam Hoang này thôi, chớ đâu dám so sánh với thuật thần y cái thế của Đại Hiệp. Cái lý do mà tiểu nữ dám nhận lời ước hẹn với đối phương vừa rồi, một phần để tống cổ tên lão quái đi cho sớm đằng có đủ thì giờ tìm cách cứu chữa hai vị phó cổ, một phần cũng trông cậy vào viên cửu truyền phản hồn đan của Đại Hiệp mới tặng tiểu nữ hôm trước. Nghe nói, Bạch Nguyên Chương gượng cười, lắc đầu nói. Chất độc của họ bị trúng rất kỳ dị, viên cửu truyền phản hồn đan của lão phu vị tất đã hợp phương đối chứng.
Mà dù có linh hiệu chăng nữa thì linh đan cũng chỉ có một viên, chúng ta biết dùng để cứu ai bỏ ai bây giờ? Đào Hoa công chúa nghe nói, bất giác nàng cao mày lộ vẻ lo âu khó nghĩ. Thái độ này nàng càng khiến Nhân Thu Thủy thêm thương xót mà sụt sùi nhỏ lệ. Thấy vậy, Đào Hoa công chúa tỏ ý bất nhẫn, vội đặt tay lên vai Thu Thủy dùng lời dịu dàng an ủi. Nhân tiểu muội bất tất phải buồn rầu thất vọng cho hại sức khỏe. Mạnh tiểu hà hứa là trước canh ba đêm nay, sẽ tìm cách hoàn lại nhân muội một vị lân ca oai dũng như rồng thiêng cọp mạnh, và một vị cổ tỷ tỷ tươi cười như hoa. Tới đây, Đào Hoa công chúa lại quay sang phía Bạch Nguyên Chương hỏi. Bạch đại hiệp, nếu viên linh đơn của đại hiệp đem chia làm đôi cho mỗi người uống một nửa, không hiểu có thể kéo dài được sự sống cho họ được tối khoảng canh ba đêm nay không? Bạch Nguyên Chương vội đưa tay trần mạch khí cho hai người một lần nữa, rồi mới gật đầu đáp. Hiện giờ tuy họ đã sắp sửa hồn lìa khỏi xác, mang sống chỉ còn như sợi chỉ mảnh treo chuông, nhưng nếu mỗi người uống một nửa linh dược của lão phu thì chắc chắn có thể kéo dài đến canh ba canh tư không đến nỗi tuyệt khí. Mạnh Tiểu Hà nghe nói, nàng bèn lấy viên cửu truyền phản hồn đan ra chia cho Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương mỗi người uống một nửa. Đoàn nàng sai mấy cô gái người mèo đứng bên cạnh cẩn thận khiêng hai người vào trong nhà sàn đặt nằm nghỉ ngơi. Đan Tâm Kiếm Khách Như Thiên Hân từ nãy tới giờ vẫn đứng bên cạnh quan sát với thái độ lặng lặng bình tĩnh. Đến lúc này ông ta mới chậm rãi lên tiếng hỏi Đào Hoa công chúa. Mạnh công chúa, có phải quả thực công chúa có thuật phản hồn tục mệnh cho họ được chăng? Mạnh Tiểu Hà gật đầu đáp. Tiểu nữ tuy không có tài biển thước hoa đà như Bạch Đại Hiệp, nhưng nhờ đã sống lâu ngày ở vùng Nam Hoang nên tiểu nữ mới nghĩ ra hai loại dị vật tại Đào Hoa Nguyên có thể cứu chữa được hai vị phó cổ. Chỉ có điều phải nhờ đến nội gia thần công tuyệt đỉnh của Như Đại Hiệp giúp đỡ một tay hỏa may mới được. Nghe nói, Như Thiên Hân cất tiếng cười đáp. Tại sao Mạnh công chúa lại nói thế? Đừng nói gì Phó Thiên Lân và Cổ Thiên Hương hai người là bạn đồng hành có quan hệ mật thiết với lão phu, mà dù có là người không quen biết bao giờ cũng chỉ cần công chúa ban một lời chỉ dụ thì có phải dẫm vào nước sôi lửa bỏng, Như Thiên Hân cũng không dám từ chối. Nghe Như Thiên Hân nói, Mạnh Tiểu Hà bất giác cũng thầm kính phục về nhẫn lực cao minh của Đan Tâm Kiếm Khách. Nàng thầm nghĩ, không chừng ông ta đã nhận ra phần nào về lai lịch của mình rồi cũng nên. Tuy nhiên nàng vẫn giả bộ không hay biết, chỉ khẽ mỉm cười, hỏi Bạch Nguyên Chương. Bạch Đại Hiệp, có phải loại nấm đen, hắc huyết khuẩn tại vùng man hoang tuy có chất kỳ độc, nhưng nếu hòa chung với, rái rồng, long diên, sẽ trở thành một loại thánh dược chữa độc hay chăng? Bạch Nguyên Chương khẽ cau mày đáp. Quả đúng như vậy, nhưng hiện giờ, đang lúc gấp rút, biết tìm đâu cho được rái rồng. Đào Hoa công chúa mỉm cười đáp. Phía sau Đào Hoa Nguyên có một cái đầm rồng sâu hàng mấy trăm trượng, thường gọi là Nghiệt Long Đầm. Bạch Nguyên Chương lắc đầu ngắt lời. Chất rái rồng cần phải lấy được từ miệng rồng thực, chớ Nghiệt Long Đầm đâu có thể. Mạnh Tiểu Hà vẫn mỉm cười nói tiếp. Bạch Đại Hiệp chưa hiểu rõ đấy thôi. Sở dĩ đầm này có tên là Nghiệt Long Đầm là vì ở dưới đáy hồ có một con Nghiệt Long ẩn núp từ lâu. Tuy tiểu nữ đã có kế trừ nó, nhưng vì một mình không đủ sức cho nên đã nhiều năm nay, cứ đến ngày rằm và mồng một mỗi tháng, ở đây tiểu nữ vẫn phải ném xuống đầm một số giá thú như hươu nai để nuôi Nghiệt Long, tránh cho nó khỏi lên mặt đầm vùng vẫy gây tai họa. Như Thiên Hân và Bạch Nguyên Chương nghe nói thì đều sửng sốt kinh dị. Đào Hoa công chúa lại tiếp. Cho nên tiểu nữ định nhờ Như Đại Hiệp giúp sức dùng mồi câu Nghiệt Long lên khỏi mặt đầm và nhờ Bạch Đại Hiệp dùng lưỡi chùy thủ gia truyền của tiểu nữ, giết rồng trừ hạ, đồng thời hứng lấy một chút rái rồng phối hợp với cây, hắc huyết khuẩn, luyện thành loại thuốc liều thương khử độc cho hai vị phó cổ rất tốt. Bạch Nguyên Chương nghe nói thì dừng cặp trường mi, khẳng khái đáp. Công chúa đã có bảo đao, Bạch Nguyên Chương sẽ có gan giết rồng. Nhưng vừa nghe nói nước đầm sâu hàng trăm trượng. Đào Hoa công chúa mỉm cười ngắt lời. Bạch Đại Hiệp khỏi phải bận tâm về điều đó, vì dê chín ối với con Nghiệt Long này, tiểu nữ đã chủ định kế hoạch diệt trừ Tử Lân. Cho nên tiểu nữ đã tìm kiếm đủ các loại dây leo đem tẩm dầu, bền thành một sợi dây cháo bền chắc dài cả trăm trượng cùng mấy chiếc móc câu bằng thép tốt.
Đêm nay lại gặp vừa đúng đêm rằm. Vậy chúng ta hãy chuẩn bị cho kịp để lát nữa hợp lực diệt trừ Nghiệt Long. Nói tới đây, Đào Hoa công chúa bèn quay sang dặn dò bốn dũng sĩ người mèo, trở về Đào Hoa Nguyên Khuân các đồ vật ứng dụng, còn nàng thì dẫn Như, Bạch Nhị Lão vòng theo một con đường tắt tới phía sau Nghiệt Long đầm. Vị trí đầm này nằm trong một khu lòng chảo, chung quanh có núi cao bao bọc, đứng bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy mặt đầm phẳng lặng, màu nước xanh lơ trông rất u tĩnh. Nhưng ai có ngờ được rằng đây lại là nơi xào huyệt của một con Nghiệt Long hung dữ tuyệt trần còn sống sót từ đời thượng cổ đến nay. Khi tới bờ đầm, Đào Hoa công chúa ngắm qua địa thế chung quanh một lượt, rồi đưa tay chỉ ba bốn gốc cổ thụ to lớn mấy vòng người ôm, nói với Đan Tâm kiếm khách Như Thiên Hân. Lúc Nghiệt Long mối bị mắc câu tức là sức mạnh của nó phải hung hăng ghê gớm lắm, vật tốt hơn hết chúng ta nên cột sợi dây câu vào gốc cây kia ấy, vòng, đợi cho nó dãy rùa rằng co một lúc giảm bớt sức mạnh rồi sẽ vung dây kéo nổi mặt nước. Như Thiên Hân gật đầu đáp. Ý kiến của Mạnh công chúa rất đúng, việc làm này của chúng ta chẳng những quan hệ tới sự an nguy của Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương mà còn liên can đến hàng trăm gia đình cùng tính mệnh của miêu dân ở vùng lân cận Đào Hoa Nguyên này nữa. Cho nên Như Thiên Hân tuyệt đối không dám cậy tài sơ suất để tránh bị nguy hiểm và nhất nhất xin tuân theo chỉ dụ của công chúa. Nghe bốn tiếng tuân theo chỉ dụ, cặp mắt Mạnh Tiểu Hà chợt lộ tinh quang sáng ngời, nhìn về phía Như Thiên Hân nhưng chỉ thấy ông ta vẫn đứng khoanh tay nhìn xuống mặt đầm, chẳng lộ vẻ gì khác cả. Vừa lúc ấy, bốn dũng sĩ người mèo đã khuân đến bờ đầm đủ các vật dụng như dây cháo, móc câu và mấy con hươu nai đã được nướng chín, bốc mùi thơm phức để làm mồi câu Nghiệt Long. Mạnh Tiểu Hà nhận thấy công việc này vừa nguy hiểm vô cùng, vừa không phải dùng đến nhiều người nên nàng chỉ giữ lại hai dũng sĩ Tư Ong Đồi khỏe mạnh nhanh nhẹn, còn lại nàng cho họ trở về Đào Hoa Nguyên hết. Hai dũng sĩ ở lại liền được sự chỉ dẫn của Mạnh Tiểu Hà chuẩn bị buộc móc câu vào đầu dây cháo. Và chọn một con mồi thơm ngon nhất móc vào lưỡi câu sẵn sàng chờ đợi. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi thì vừa đúng đầu canh, vầng trăng rằm đã lấp ló xuất hiện phía đông. Đào Hoa công chúa bèn mỉm cười nói Như, Bạch Nhị Lão. Hai vị đại hiệp thử nhìn xem, nếu trong lát nữa mà không vất mồi xuống thì Nghiệt Long sẽ hung hăng tác quái, rất là kinh khủng. Đào Hoa công chúa vừa nói tới đây, thì mặt đầm đang phẳng lặng bỗng nhiên sôi lên sùng sục, chẳng khác nào có một ngọn lửa rất mạnh từ dưới đáy đầm thiêu đốt, khiến nước đầm trở thành vẫn đục như pha đất. Mạnh Tiểu Hà vội vàng vung tay ra hiệu cho hai dũng sĩ quăng mồi xuống đầm. Đan Tâm kiếm khách cũng vội vàng cuốn sợi dây cháo vào bốn gốc cổ thụ mấy vòng để chuẩn bị trước. Quả nhiên, mấy con mồi vừa quăng xuống đầm xong thì mặt đầm dần trở lại yên lặng. Đào Hoa công chúa Mạnh Tiểu Hà bèn rút trong bọc ra một bao đoàn kiếm hai tay đưa đến trước mặt Bạch Nguyên Chương mỉm cười nói. Bạch đại hiệp thử xem thanh đoàn kiếm gia truyền này của tiểu nữ có thể sử dụng để giết rồng trừ hại được chăng? Bạch Nguyên Chương vừa đón lấy bảo kiếm nhìn qua một lượt đã lộ vẻ kinh dị vô cùng. Vì chỉ riêng chiếc bao kiếm chế tạo bằng da, bách niên máng xà và mấy chục hạt minh châu thúy nọc nạm trên chuôi kiếm cũng đã đủ có một giá không thể ước lượng. Sau một hồi kinh ngạc, ông ta vừa rút kiếm ra khỏi bao thì bất giác ông ta lại càng kinh ngạc hơn, mà thốt lên một tiếng thán phục. Thì ra thanh đoàn kiếm này chỉ dài độ hơn một thước bảy, thước tám, nhưng từ nơi mũi kiếm có một luồng kiếm khí sáng chói, tỏa ra dài hơn ba bốn tấc. Toàn thân kiếm phát ra một hơi lạnh như tuyết, thực là một bảo kiếm vô thường xưa nay chưa từng thấy. Sau khi xem kỹ, Bạch Nguyên Chương bèn tra kiếm vào bao đưa cho Như Thiên Hân nói. Như huynh hãy xem thử thanh đoàn kiếm này của Mạnh công chúa quả thực là một thấn vật hán thế. Chẳng những thanh lục ngọc thanh mang kiếm của tiểu đệ còn thua kém xa mà cả đến thanh đệ nhất Chu Hồng bảo kiếm chôn theo ông Vũ Viễn tại Hoàng Sơn cũng chưa chắc đã sánh kịp. Như Thiên Hân xua tay không xem bảo kiếm, chỉ nhìn Mạnh Tiểu Hà mỉm cười nói. Như Thiên Hân chẳng cần phải xem, cũng có thể hiểu thanh đoàn kiếm của Mạnh công chúa nguyên là thanh, đồ long chủy, một thần vật từ đời nhà Tàn đã cất kỹ trong đại nội hôn 200 năm nay, chưa xuất hiện giang hồ.
Nghe Như Thiên Hân nói xong, Mạnh Tiểu Hà bất giác giật mình lộ vẻ kinh hãi, nàng đanh định lên tiếng giải thích thì bỗng nhiên thấy mặt đầm đã trở lại phẳng lặng như cũ, nàng bèn vội vã dục hai dũng sĩ người mèo liềng con mồi có móc lưới câu xuống đầm. Con mồi vừa vứt xuống được một lát thì từ dưới đáy đầm, bỗng nhiên có tiếng réo khò khò như tiếng bò giống rất kỳ dị. Nước dưới đầm cũng lập tức sôi sùng sục và dâng lên cao hàng mấy thước. Mạnh Tiểu Hà, Như Thiên Hân và Bạch Nguyên Chương ba người, vội kéo hai dũng sĩ người mèo chạy ẩn vào phía sau bốn gốc cổ thụ, quần áo người nào người nấy đều bị nước bắn thấm ướt hết. Giữa lúc ấy, thì sợi dây cháo dài hàng trăm trường hình như bị một sức mạnh lớn lao vô cùng níu kéo, dán kêu răng rắc. Mấy gốc cây lớn dùng để cuốn giữ đầu dây cũng bị lung lay, cành lá gãy rung ào ào như sắp bật gốc. Như Thiên Hân và Mạnh Tiểu Hà thấy vậy, vội cùng nhai ngưng thần chú ý giới bị, Bạch Nguyên Chương cũng cầm chắc sẵn hai tay, một tay thanh đồ long chủy và một tay thanh lục ngọc mang thanh kiếm. Con nghiệt long dưới đáy đầm sau khi mắc phải lưỡi câu thì tức giận như điên, hung tính bộc phát vùng vẫy níu kéo khiến nước dưới đầm dâng cao hàng thước, cả mấy gốc cây lớn buộc đầu dây cũng rung chuyển ào ào và một cây bật hẳn gốc. Mạnh Tiểu Hà thấy vậy thì cau mày định lách mình nhảy ra. Như Thiên Hân vội giơ tay cản, mỉm cười nói: Mạnh công chúa, bốn cây mới bị gãy có một, cần gì phải hấp tấp. Hãy đợi cho nghiệt long vũng vẫy hao tốn sức lực một lúc nữa rồi sẽ liệu. Trong lúc Như Thiên Hân đang nói, thì lại có một gốc cây nữa bị nghiệt long rực sắp bưng gốc. Lúc này, nét mặt vốn bình thản cố hữu xưa nay của Mạnh Tiểu Hà cũng dần dần trở nên khẩn trương. Nhưng sau khi chú ý, nàng cũng đã nhận thấy sức mạnh của nghiệt long quả đã giảm sức hơn trước nhiều, và có thể nói đã hao mất gần nửa sức mạnh rồi. Nhất là khi nó càng giãy giụa vùng vẫy mạnh, thì móc câu càng móc sâu vào thịt gây đau đớn thêm. Giữa lúc đó, một gốc cây nữa lại bị sức mạnh của nghiệt long kéo gần gãy đổ. Như Thiên Hân và Mạnh Tiểu Hà biết là thời cơ đã tới, vội cùng nhau trao đổi bằng một cái nhìn, rồi đồng thời nhảy ra bắt lấy sợi dây cháo ngầm vận thần công kéo lên dần dần. Mạnh Tiểu Hà từ lúc nhỏ, đã được theo học một vị phương ngoại dị nhân, luyện thành võ học kỳ diệu. Môn thần công được nàng đem ra sử dụng trong lúc này, là một môn dáng ma tuyệt học tinh đàng thần công. Còn Như Thiên Hân thì vận dụng thân pháp đại lực kim cương bất hoại, đã được ngưng tụ tu luyện cả mấy chục năm trời, để hợp sức cùng Mạnh Tiểu Hà chế phục con nghiệt long dưới đáy đầm. Con nghiệt long thấy có người toan tính làm hại đối với nó, lại càng nổi giận như điên quấy lộn lung tung làm cho nước đầm vẫn đục như mực, tiếng khò khò gầm giống vang lên không ngừng, oai thế thực kinh khủng chưa từng thấy.